Hệ thống radar, mắt thần thời hiện đại, tác nhân thay đổi cục diện chiến tranh. Hệ thống radar được coi là mắt thần của con người khi nó có thể phát hiện các vật thể từ xa, những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong thời chiến, nó được xem là công cụ đắc lực có khả năng thay đổi cục diện. Còn trong thời bình, hệ thống radar vẫn được các nước đầu tư cải tiến để tăng cường khả năng phòng thủ. Đặc biệt, ngoài việc ứng dụng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, hệ thống radar mới còn có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Khởi nguồn từ sóng vô tuyến điện. Hệ thống radar, viết tắt của cụm từ Radio Detection and Ranging, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của phe đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nó có khả năng phát hiện vật thể ở xa như máy bay hoặc tàu thủy bằng cách gửi các xung sóng vô tuyến và đo tín hiệu phản xạ. Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế radar được khám phá từ những năm 1880 khi nhà vật lý người Đức Heinrich Rudolf Hertz tạo ra sóng vô tuyến và truyền nó trong phòng thí nghiệm. Theo đó, Hertz đã thiết lập hiệu ứng quang điện, sau này được giải thích bởi Albert Einstein. Ông nhận thấy rằng một vật nhiễm điện âm khi được chiếu sáng bởi tia cực tím sẽ bị giảm bớt điện tích âm. Năm 1887, Hertz nghiên cứu các hiệu ứng quang điện của việc phát và thu sóng điện từ. Máy thu của ông bao gồm một cuộn dây với một khe phát tia lửa điện và tia lửa sẽ được nhìn thấy khi thu sóng điện từ. Hertz đặt bộ máy trong một hộp tối để quan sát giữa nguồn phát ra sóng điện từ và máy thu nhận tia lửa có đặt một ô kính. Ông nhận thấy rằng các tia lửa bị giảm chiều dài, nhưng khi loại bỏ ô kính thì chiều dài sẽ tăng lên. Khi thay thế thủy tinh bằng thạch anh, kết quả không thay đổi. Tuy nhiên, Hertz đã không giải thích hiện tượng quan sát được. Đầu năm 1886, Hertz đã phát triển thiết bị thu sóng anten. Năm 1887, ông thử nghiệm với sóng vô tuyến trong phòng thí nghiệm. Qua thử nghiệm, Hertz đã chứng minh rằng sóng điện từ là sóng ngang và có thể truyền được trong chân không với tốc độ ánh sáng. Với cấu tạo thiết bị của ông, điện từ trường sẽ thoát ra khỏi dây, lan truyền vào không gian. Sau đó, sóng vô tuyến nhanh chóng được áp dụng vào thực tế. Năm 1901, nhà vật lý người Ý Guglielmo Marconi lần đầu tiên truyền thành công tín hiệu vô tuyến vượt Đại Tây Dương. Năm 1904, kỹ sư người Đức Christian Hohmeier phát triển một hệ thống sử dụng sóng vô tuyến nhằm ngăn tàu thuyền va chạm với nhau trong những ngày sương mù. Các nhà nghiên cứu hải quân Mỹ cũng khám phá ra rằng họ có thể sử dụng sóng vô tuyến dội lại để phát hiện tàu thuyền ở xa, nhưng phát minh của họ không được nhiều người chú ý đến. Robert Watson Watt, người phát minh ra radar. Một số nghiên cứu về hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến tiếp tục diễn ra trong thập niên 1920 và 1930 ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn nhiều thiếu sót cho đến khi Robert Watson Watt tạo ra hệ thống radar hoàn thiện đầu tiên. Thiết bị radar đã giúp Vương quốc Anh chống lại những cuộc tấn công trên không bằng máy bay của quân đội Đức trong Thế chiến II. Watson Watt là hậu duệ của James Watt, nhà khoa học phát triển động cơ hơi nước thời kỳ đầu. Ông sinh ra ở Branching, Scotland vào tháng 4 năm 1892. Sau khi tốt nghiệp Đại học Dundee năm 1912, ông làm trợ lý cho giáo sư William Petty. Năm 1915, Watson Watt xin vào làm việc tại văn phòng chiến tranh của chính phủ Anh nhưng không tìm được vị trí phù hợp. Do đó, ông chuyển sang công tác ở văn phòng khí tượng. Công việc chính của ông khi đó là phát triển các hệ thống giúp phát hiện dông bão. Sau đó, Watson Watt nhận thấy tia sét làm ion hóa không khí và tạo ra tín hiệu sóng vô tuyến. Do đó, ông có thể dùng phương pháp dò tìm sóng vô tuyến để lập bản đồ vị trí của dông bão một cách chính xác. Năm 1934, có tin đồn rằng người Đức sở hữu thiết bị có khả năng tạo ra tia tử thần. Bộ Không quân Anh yêu cầu Watson Watt tìm hiểu xem loại tia này có thật hay không và sẵn sàng tặng phần thưởng 1.000 bảng Anh cho bất cứ ai chứng minh có một tia đặc biệt có thể giết chết con cừu đứng cách xa 90 mét. Watson Watt kết luận rằng có rất ít khả năng tồn tại một thiết bị như vậy. Trong quá trình nghiên cứu, ông chuyển sự chú ý của mình từ việc tìm kiếm loại sóng vô tuyến mang tính chất hủy diệt, tia tử thần, sang vấn đề dò tìm và định vị vật thể bằng sóng vô tuyến mang nhiều triển vọng hơn. Watson Watt và trợ lý đã thực hiện một số tính toán, cũng như áp dụng các kỹ thuật tương tự mà ông dùng trong công việc nghiên cứu khí quyển. Tháng 2 năm 1935, Watson Watt trình diễn hệ thống radar đầu tiên giúp phát hiện máy bay trước một ủy ban của Bộ Không quân. Tháng 4 năm 1935, ông nhận bằng sáng chế cho hệ thống này và một khoản tiền tài trợ để cải tiến nó. Không lâu sau, ông có thể dùng xung sóng vô tuyến phát hiện một máy bay cách xa tới 130 km. Chiến dịch dùng cà rốt giấu radar của tình báo Anh.
Sau khi được phát minh, hệ thống radar ngay lập tức được ứng dụng vào trong lĩnh vực quân sự. Trong chiến dịch Blitzkrieg năm 1940, không quân Đức tăng cường chiến dịch không kích, lợi dụng đêm tối điều máy bay đánh bom đánh vào các mục tiêu quan trọng ở Anh. Để đối phó, chính phủ Anh quyết định cắt điện ở các thành phố lớn vào ban đêm để máy bay Đức khó quan sát mục tiêu. Trong chiến dịch này, không quân Hoàng gia Anh RAF có thể đẩy lùi máy bay Đức một phần là nhờ công nghệ radar bí mật mới có tên là radar đánh chặn đường không AI lắp đặt trên chiến đấu cơ từ năm 1939, có khả năng xác định các oanh tạc của cơ địch trước khi chúng tiếp cận eo biển Manche. Để giữ bí mật về công nghệ radar rất quan trọng này, tình báo Anh đã quyết định khiến người dân lẫn quân Đức tin rằng những phi công của họ có thị lực tuyệt vời, có thể phát hiện máy bay địch từ xa và tất cả là nhờ cà rốt. Năm 1940, phi công tiêm kích đêm John Cunningham là người đầu tiên sử dụng công nghệ radar AI bắn hạ một chiến đấu cơ của Đức. Sau đó, phi công này lập thêm chiến công ấn tượng, diệt 20 máy bay địch, trong đó có 19 chiến đấu cơ bị bắn hạ trong đêm. Bộ Thông tin Anh đã nói với báo giới rằng các phi công của họ đạt được chiến công tuyệt vời như vậy là nhờ ăn rất nhiều cà rốt để có thị lực hơn người. Sự phát triển của các thế hệ radar. Khi máy bay chiến đấu phát triển mạnh mẽ, việc hình thành hệ thống phát hiện cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Vào đầu thập niên 1930, các nước liên tục tăng cường phát triển radar cảnh báo từ xa. Trong giai đoạn này, Mỹ, Liên Xô, Anh, Đức đều tham gia tích cực vào cuộc chạy đua phát triển radar. Năm 1936, giới quân sự Mỹ bắt đầu phát triển được radar đủ sức phát hiện máy bay trong bán kính 13 km. Một năm sau đó, Liên Xô chế tạo thành công radar có tầm cảnh báo 17 km. Nhưng những mức độ vừa nêu chỉ mới đảm bảo cảnh báo sớm vài phút trước khi máy bay đối phương tới nơi, nên chưa phục vụ khả năng phòng không hiệu quả. Trong khi đó, tốc độ của máy bay chiến đấu trong thời kỳ này không ngừng tăng nhanh. Đối phó với thách thức đó, Mỹ đã phát triển loại radar cảnh báo sớm SCR-270, có tầm giám sát lên đến 180 km đối với máy bay có tầm cao 7,6 km vào năm 1938. Phiên bản SCR-271 có tầm giám sát xấp xỉ 190 km, được chế tạo rộng rãi vào năm 1940. Về cơ bản, radar sẽ phát hiện các vật bay dựa vào sự phản hồi của chùm tia vô tuyến được phát ra, gọi đơn giản là sóng radar. Tuy nhiên, với việc các loại chiến đấu cơ thế hệ mới ngày càng giảm độ phản hồi sóng, thì các thiết bị cảnh báo cũng phải được nâng cấp về độ nhạy. Ngoài ra, các quốc gia còn xây dựng hệ thống nhiều radar cố định lẫn di động, tạo thành mạng lưới cảnh báo chặt chẽ. Máy bay tàng hình, khắc tinh của radar. Mặc dù dễ dàng phát hiện các vật thể, thế nhưng các hệ thống radar truyền thống đã dễ dàng bị qua mặt bởi hệ thống máy bay tàng hình. Loại máy bay này lợi dụng điểm yếu lớn nhất của radar, đó là nó chỉ phát hiện ra đối phương khi sóng phản xạ cùng phương với sóng tới, nghĩa là sóng mà radar phát ra, và nếu mà các tán xạ trên máy bay càng nhỏ thì khả năng phát hiện của radar càng thấp. Nhờ điểm yếu này mà người ta chọn vật liệu làm khung của máy bay tàng hình chủ yếu là nguyên liệu phức hợp gồm carbon trộn với nhựa cây. Vật liệu phức hợp kiểu như thế này có đặc điểm là cứng, nhẹ, có thể hấp thụ được sóng của radar. Còn phải kể thêm rằng, máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ có vỏ ngoài sử dụng vật liệu kiểu tổ ong làm lớp vải lót để giảm thiểu tối đa khả năng phản xạ của sóng radar. Để thu được hiệu quả cao nhất, người ta còn sơn ngoài chiếc máy bay một lớp sơn tàng hình bằng bột mịn nickel, cobalt hoặc kim loại đã bị oxy hóa. Lớp sơn này có thể làm tổn thương sóng radar, có tác dụng làm trong sóng. Ngoài ra, cũng phải kể tới một chất liệu của muối kiềm chuyển sóng radar thành nhiệt năng và không thể phản xạ lại. Hơn nữa, những chiếc máy bay tàng hình còn có kết cấu đặc biệt nhằm đánh lừa hệ thống radar. Các nhà thiết kế máy bay tàng hình đã biến đổi hình trụ tròn của máy bay thành hình mặt cắt, hình chớp nhọn, hoặc biến phần nối giữa cánh và thân thành hình ống tròn, tạo nên sự hòa hợp giữa thân và cánh, không bố trí giá thân và cánh theo đạn đạo, bỏ đuôi cánh, sử dụng đuôi chữ V lệch. Những điều này có thể phá vỡ sự phản hồi sóng radar, làm cho sóng phản xạ yếu đi, thậm chí không có sóng phản xạ. Hệ thống radar Niobe SV tối tân của Nga. Truyền thông Nga cho biết cuối năm 2019, lực lượng phòng không quân khu phía nam của Nga được trang bị hệ thống radar có khả năng phát hiện và phân biệt các máy bay tàng hình, có tính cơ động cao và tính năng kỹ thuật độc đáo mang mật danh Niobe SV, phủ sóng toàn bộ phía nam nước Nga và khu vực lân cận Biển Đen. Không chỉ các mục tiêu bay thông thường như máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các thiết bị bay không người lái loại nhỏ, radar Niobe SV còn có khả năng phát hiện và phân biệt các máy bay tàng hình,
theo dõi tên lửa siêu thanh. Một khi đưa vào biên chế, Neo BSV sẽ nâng cao khả năng kiểm soát vùng trời phía nam nước Nga. Nhiệm vụ trở nên cấp thiết sau khi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF hết hiệu lực. Radar Neo BSV sử dụng dải sóng mét có thể phát hiện nhiều loại máy bay tàng hình, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược B-2, máy bay tiêm kích F-22, F-35 của Mỹ từ khoảng cách 200 km, có thể được tích hợp với các hệ thống phòng không hiện đại và chia sẻ các thông tin cần thiết. Đồng thời, Neo BSV có thể sử dụng sóng cm, nhờ đó nâng cao độ chính xác và trở nên an toàn trước tên lửa chống radar AGM-88HARM. Radar Neo BSV được lắp đặt trên xe Kamaz, có khả năng việt giã cao, thời gian triển khai hoạt động 10-15 phút, dự trữ nhiên liệu cho hành trình 500 km, có thể hoàn thành việc di chuyển thiết bị trong thời gian ngắn, giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của radar trước các cuộc tấn công của đối phương. Theo thông tin tiết lộ, radar Neo BSV do ekip gồm 3 người vận hành, có thể theo dõi đồng thời 300 mục tiêu, tầm phát hiện mục tiêu từ 5-500 km ở độ cao 65 km, tốc độ bay 5-1500m trên giây. Rất ít tên lửa và không có máy bay nào có thể đạt được tốc độ cao hơn mức này. Radar lượng tử có thể dễ dàng phát hiện máy bay tàng hình. Radar lượng tử sử dụng một kỹ thuật cảm biến gọi là chiếu sáng lượng tử để phát hiện và nhận thông tin về vật thể. Theo lời của Jonathan Bowles, một nhà nghiên cứu tại Viện Tính toán Lượng tử và là giáo sư khoa hóa học, Trường Đại học Waterloo, bằng cách chuyển radar cổ điển truyền thống sang radar lượng tử, có thể hy vọng không chỉ cắt được nhiễu do các hiện tượng tự nhiên gây nên, mà còn xác định được cả vật thể vốn được thiết kế một cách đặc biệt nhằm tránh bị phát hiện như máy bay hoặc tên lửa tàng hình. Một nguyên mẫu radar lượng tử có khả năng phát hiện các vật thể vô hình đối với các hệ thống radar cổ điển thông thường do một nhóm nghiên cứu quốc tế phát triển. Loại radar mới này là một hệ thống LAI sử dụng sự rối lượng tử giữa các chùm vi sóng và các chùm quang học để phát hiện các vật thể có độ phản xạ thấp như tế bào ung thư hoặc máy bay tàng hình. Do radar lượng tử hoạt động ở mức năng lượng thấp hơn nhiều so với hệ thống radar cổ điển, nên nó có tiềm năng to lớn để ứng dụng trong y sinh học. Hiện nay, phương pháp chiếu sáng lượng tử chỉ mới được khám phá trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nó đang được đầu tư mạnh để có thể đưa ra thực tế. Các trạm radar của hệ thống cảnh báo Bắc 54 có trụ sở tại Bắc Cực và Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ điều hành đang sắp hết hạn sử dụng và có thể cần phải được thay thế vào đầu năm 2025. Các nhà nghiên cứu xem đây là cơ hội để chuyển radar lượng tử từ phòng thí nghiệm ra hiện trường. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.